một thập kỷ, một sứ mệnh nâng tầm nhan sắc Việt, Linh Anh Bình Dương không ngừng đổi mới, nghiên cứu và ra mắt các phương pháp làm đẹp tiên tiến nhằm mang đến trải nghiệm vượt ngoài mong đợi cho hàng triệu phái đẹp. Juvi Beauty, công nghệ trẻ hóa, xóa nhăn toàn diện với sự kết hợp giữa phương pháp đẩy hoạt chất Juvi Look và phương pháp Peel Pro Skin độc quyền. Juvi Beauty mang đến làn da săn chắc, căn bóng và đàn hồi, khắc phục mọi tình trạng da khô ráp, lỗ chân lông to, sẹo mụn, không đều màu. Da trùng nhão, nhiều nếp nhăn trên gương mặt và vùng cổ. Chỉ một lần thực hiện, làn da được tái sinh như tuổi 20, tươi trẻ và rạng ngời. Dịch vụ thẩm mỹ nội khoa cải tiến với hoạt chất enzyme có chức năng kích thích tăng sinh collagen tự thân, giúp lấp đầy các vùng da khuyết lõm, xóa nếp nhăn hiệu quả và an toàn, giữ trọn nét tự nhiên, không lo đơ cứng. Nâng cấp kỹ thuật phun xăm mới với Supermaster danh tiếng hàng đầu, đạt nhiều thành tựu quốc tế. Ứng dụng đầu kim vô khuẩn cùng kỹ thuật đi máy tiên tiến không cần ủ tê, tạo ra thành phẩm sắc nét hơn, bám mực tốt hơn, đẹp bền lâu hơn. Đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên tại Linh Anh luôn được nâng cao tay nghề, kiểm tra định kỳ và đào tạo chuyên sâu để đảm bảo mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Với sự nỗ lực bền bỉ, Linh Anh Bình Dương tự hào phát triển từ một thẩm mỹ viện hàng đầu thành một phòng khám đạt chuẩn mọi tiêu chí, giúp nâng tầm trải nghiệm và chạm đến đỉnh cao nhan sắc.